Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 6 thói quen giúp việc thực hành chánh niệm trở nên dễ dàng. Trên thực tế, chúng ta có thể thực hành chánh niệm ở bất kỳ đâu. Chánh niệm là một khái niệm đã dần trở nên quen thuộc và gần gũi đối với con người trong xã hội hiện đại ngày nay, hay còn biết đến với danh từ Mindful. Đây được xem là một phương pháp trị liệu tâm lý, giúp chúng ta tập trung và nhận thức về cơ thể, tâm trí và cảm xúc của chính bản thân, mà không bị bất cứ điều gì làm sao nhãng. Luyện tập chánh niệm mang lại những lợi ích bất ngờ cho cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Quá trình này sẽ trở nên đơn giản hơn nếu bạn biết cách vận dụng vào những thói quen trong đời sống hàng ngày. Một đón ngày mới cùng việc luyện tập chánh niệm. Mỗi sớm mai thức giấc, bạn hãy dành ra vài phút để tập trung vào bản thân mình. Hôm nay bạn thấy thế nào? Có những cảm xúc gì đang tồn tại bên trong? Bạn có thấy cơ thể mình đau ở đâu không? Một vài câu hỏi cũng có thể khiến bản thân mình cảm thấy tốt hơn. Ngoài ra, một cuộc tản bộ, hít thở không khí trong lành buổi sáng và vận động cơ thể cũng là liều thuốc hữu ích cho thể chất của bạn. Kết hợp với điều đó, hãy để tâm trí mình được ngắm những tán cây ven đường, vài ngôi nhà mà bạn đi qua, thưởng thức thiên nhiên cũng là một cách để luyện tập sự tỉnh thức. Hai, tập trung chú ý và duy trì từng nhịp thở đều đặn. Hiện thức hơi thở, hay còn gọi là Mindful Breathing, là một phương pháp luyện tập giúp bạn tập trung vào luồng không khí trong cơ thể khi hít vào và thở ra, để cảm nhận nó qua mũi, ngực hay bụng, bất kỳ cách thức nào bạn cảm thấy phù hợp. Nhưng không phải bài luyện tập này lúc nào cũng thuận lợi, vì tâm trí con người là một mớ hỗn độn. Vì vậy khi bắt đầu thấy đầu óc hơi lơ đễnh, bạn hãy từ từ tập trung lại vào hơi thở của mình. Đây là cuộc hành trình bên trong chính bản thân mà bạn cần luyện tập để giúp mình tránh khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn muốn luyện tập hiện thức hơi thở để trở thành thói quen hàng ngày, hãy đặt lời nhắc trong điện thoại và nghiêm túc lên kế hoạch để thực hiện. Khi việc luyện tập diễn ra thường xuyên, thì việc hiện thức hơi thở sẽ thành thói quen mà mỗi ngày bạn sẽ làm nó trong vô thức. Điều này không chỉ có ích cho tâm hồn bạn tránh khỏi những tiêu cực và lo lắng, mà còn hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn. Ba, tập trung vào các giác quan của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bất kỳ lúc nào. Tất cả những gì bạn cần làm là chuyển hóa sự chú ý của bạn sang những điều đang diễn ra xung quanh. Đây là một cách lý tưởng để đưa sự tỉnh thức vào trong mỗi thói quen hàng ngày. Ví dụ như, khi bạn rửa bát, hãy tập trung vào cảm nhận dòng nước nóng hay lạnh đang chảy, những gợn bong bóng xà phòng trên tay và mùi hương của nó. Khi bạn đi bộ, hãy thử chú ý đến cảm nhận của từng nhịp chân khi chạm xuống mặt đường, sự uyển chuyển của cánh tay trong từng bước đi. Hoặc khi bạn ăn uống, hãy cảm nhận kết cấu của đồ ăn thức uống, hương vị và cảm giác như thế nào khi thưởng thức nó. Khi bạn cảm thấy khó chịu ở đâu đó, hãy để tâm trí của bạn tập trung vào những phần cơ thể bị ảnh hưởng khi căng thẳng xảy ra, ví dụ như vai, lưng, hàm. Đây là cách đánh lừa giác quan. Khi bạn tập trung vào cơ thể bên ngoài, phần bên trong sẽ được loại bỏ bớt những lo toan và tiêu cực. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kỹ thuật 5, 4, 3, 2, 1. Thực hiện nó sẽ giúp bạn kết nối tốt hơn với thế giới xung quanh. 5 điều bạn thấy, 4 điều bạn nghe, 3 thứ bạn ngửi, 2 cái bạn chạm vào, 1 cái bạn nếm được. Bốn, thực hành chánh niệm trong các mối quan hệ thân mật. Điều này khiến bạn tập trung vào cơ thể của bản thân, người đồng hành và những trải nghiệm tương đồng trong từng khoảnh khắc. Đây là sự luyện tập bao gồm việc quan sát, bày tỏ và lắng nghe những mong muốn từ các phía, đồng thời cũng thể hiện sự hiếu kỳ, sự đường hoàng tử tế và sự chấp nhận. Năm, chánh niệm ngay trong sự chờ đợi. Chờ đợi là một điều xảy ra thường xuyên trong thời đại này. Xếp hàng chờ tính tiền trong siêu thị, chờ đèn xanh đèn đỏ, chờ có bàn khi đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Điều này cũng giúp bạn thực hành chánh niệm.
Thay vì cứ nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc chờ đợi, hãy hít thở thật sâu, tập trung vào những điều thú vị đang diễn ra xung quanh, ngửi xem không khí đang loáng thoáng mùi hương gì. Sáu, dành thời gian để thiền định mỗi ngày. Ngồi thiền là một nền tảng trong việc luyện tập tỉnh thức đối với nhiều người. Bạn có thể dành ra 5 phút, 20 phút hoặc lâu hơn để ngồi yên trong một không gian thoải mái và điều chỉnh trạng thái tỉnh thức của mình. Nhiều người áp dụng phương pháp thiền định và có sự chỉ dẫn để giúp họ thực hiện. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể tìm những người thầy về thiền định, hoặc hiện nay cũng có nhiều ứng dụng trên điện thoại như Calm, Headspace hoặc các kênh YouTube uy tín có khả năng giúp ích cho bạn rất nhiều. 7. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Welcome to our channel. Wish you a good day. Let's add a little more knowledge with Monster F. So as not to waste your precious time, let's start. 10 ways to help you cope with life pressure better. Pressure is very easy when you experience the negative effects of work, family life, affection in everyday life. It makes people feel depressed and frustrated, no longer motivated to overcome difficulties. The pressures in life cause our spirits to slide without breaking and make us want to hide. But that's not the way to solve the problem. Let Monster F suggest you 10 ways to be ready to face the pressures of life. Number 1. Think positively, simplify the problem. The first and most important thing when you experience fatigue pressure is to simplify the problem. Think positively, don't pamper yourself and don't try to lock yourself in four walls full of negativity. Give yourself some silence, pause what you're doing, and take some time off. This will not only help you get in a good mood, but also help you confidently clean up problems in work and life. Number 2. Take a deep breath. When we are stressed, tired, we often tend to be uncomfortable and impatient. Therefore, in order to calm yourself down and solve the problem in a gentle, reasonable way, deep and regular breathing will help improve mood efficiency. This is a simple stress relief that can be applied to people of all ages. Practicing this habit regularly also helps you raise your resistance and repel stress and anxiety. Number 3. Getting enough sleep. Lack of sleep is also a cause of stress and, conversely, stressed people are also prone to sleep deprivation. It's like a vicious circle that keeps you tired. Therefore, practice the habit of falling asleep early and getting enough sleep. The golden hour frame for sleep is before 11 p.m. and try to sleep at least 7 to 9 hours per night, even on weekends. A proper rest regimen can help you avoid negative, stressful thoughts for yourself. Number 4. Stay away from electronic devices. There is no denying the role of electronic devices in work and life. However, if you are under stress and pressure, these devices are factors that make you more tired and stressed. In addition, social networks can give you more negative feelings than positive when comparing yourself to others. Therefore, it is best to stay away from electronic devices, including phones, laptops, tablets, TVs, and exercise gently for a few minutes. Number 5. Workout, sport.
Exercise has the potential to reduce stress because of lowering cortisol. This is a hormone produced from the adrenal glands during times of stress, anxiety, anger, or fear. This is also a method to stimulate the pituitary gland of the brain to release endorphins, neurotransmitters that are highly effective and can help avoid the negative effects of stress. In addition, physical activities such as walking, jogging, playing games such as tennis or football 30 minutes a day will rejuvenate your spirit and senses. Number 6. Spend time with friends and family. When you're stressed out, don't shoulder everything yourself. You need a place to share. You should turn to friends, loved ones you trust most to experience and receive advice from them. Under the objective view of the bystander will help you to orient and think more correctly, thereby easily helping yourself relieve stress, fatigue. Number 7. Clean the house. According to another study published in a British medical journal, the British Journal of Sport Medicine, doing household chores such as cleaning, vacuuming, washing dishes intensively also works like exercising or playing sports. Cleaning is a job that requires high concentration. It is this concentration that prevents the formation of a disorder of thought concentration, which causes depression. In addition, improved living space also makes your mood much better. Number 8. Massage. Massage movements help you relieve pressure, regain comfort. Especially massage with gentle movements will stimulate directly on the acupuncture points on the scalp, stimulate the circulation of cerebral blood from which blood pressure is more stable, giving you relaxation. Massage your body as if it were molted out of stress and stress, enhancing your ability to overcome any type of sleep disorder. You will sleep deeper and your health will improve. At the same time, essential oils are also a relaxant, which soothes your mind and eliminates anxiety. Number 9. Yoga. This is one of the most effective methods of physical enhancement and mental nourishment. Yoga exercises require gentle, fluid body postures combined with deep breathing, which can help to recover from stress. In particular, the posture of planting a banana tree or bending your back can help a good mood quickly. Number 10. Laugh a lot. Whenever you face a situation where you are extremely stressed, try laughing or if not at least smiling, then the smile creates endorphins that reduce the stress in your body. Seek joy for yourself in many ways. You can watch a comedy, play with children, or give love to difficult situations. Then you will feel happier in life. Hopefully, this video will add a little knowledge to you and not waste your precious time. Getting a view, a like, a share is a great joy, a great encouragement for us. Thank you for watching all the videos. Don't forget to subscribe to the channel to support us and press the bell to be able to watch as soon as a new video is available. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 6 cách giúp nam giới nắm vững nghệ thuật an ủi người khác. Chúng ta rất dễ chúc mừng và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh, nhưng lại thật khó để an ủi, động viên một ai đó. Đặc biệt hơn với nam giới, chia sẻ cảm xúc vốn không phải là thế mạnh của các quý ông. Khi người bạn thân nhất bắt đầu khóc, phản ứng thường gặp là bạn sẽ rất bối rối, không biết phải làm thế nào, phản ứng ra sao. Tương tự như vậy với gia đình, người yêu và những người xung quanh, khi họ buồn rầu,
bạn cảm thấy khó khăn, không biết xử lý tình huống ấy như thế nào. Đôi khi, an ủi không đúng cách còn khiến đối phương cảm thấy như đang bị thương hại, từ đó khắc sâu hơn nỗi đau của họ. Vì sao bạn cần biết cách an ủi người khác? Khi ai đó gặp chuyện không vui, sự an ủi từ bạn bè sẽ giúp họ an tâm và bình tĩnh trở lại. Đôi khi, sự an ủi còn mang lại cho họ những lời khuyên hoặc một chỗ dựa để vực dậy tinh thần sau nỗi đau. Chúng ta có thể sử dụng an ủi như một cách để gửi đi sự quan tâm, tình yêu thương chân thành đến những người thân, người yêu và bạn bè, những người đang gặp khó khăn. Cách giúp nam giới dễ dàng động viên người khác. Đây là những cách đơn giản giúp bạn bộc lộ cảm xúc, động viên đối phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Một, tập trung vào cảm xúc. Cách đơn giản nhất để an ủi một người là để ý cảm xúc của họ. Bằng cách diễn đạt lại những gì họ vừa chia sẻ, chỉ ra cảm xúc họ đang mang, bạn sẽ cho họ thấy rằng bạn thực sự đang bên cạnh và dành sự quan tâm cho người bạn của mình. Hãy lắng nghe xem người ấy đang bộc bạch nỗi niềm gì, cảm xúc ra sao, để từ đó cùng đưa ra hướng giải quyết và hành động an ủi phù hợp. Thể hiện sự đồng cảm. Để thể hiện sự đồng cảm, bạn cần đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu được vì sao họ lại có những cảm xúc như vậy. Bạn nên dùng những câu nói biểu đạt cảm xúc giống như người bạn ấy để thể hiện rằng bạn có cùng cảm xúc với họ trong câu chuyện đó. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ nỗi niềm với họ bằng cách liên hệ với câu chuyện bản thân. Hãy lưu ý rằng bạn chỉ nên kể những câu chuyện thực sự liên quan và tránh chuyển hướng cuộc trò chuyện vào bạn khi đang muốn quan tâm, động viên ai đó. Ba, lắng nghe. Lắng nghe là một trong những cách hữu hiệu khi giao tiếp. Với một người gặp chuyện không vui, họ đôi khi sẽ chẳng cần ai đó an ủi hay cho lời khuyên mà chỉ cần giải bày tâm sự. Bạn không cần phải nói điều lớn lao mà chỉ cần lắng nghe. Những cảm xúc rối bời sẽ dần được họ bộc bạch. Điều này không những giúp người ấy được giải tỏa cảm xúc mà bạn còn hiểu thêm họ đã trải qua chuyện đó như thế nào. Câu hỏi, bạn đã cảm thấy như thế nào, sẽ dẫn dắt câu chuyện tốt hơn. 4. Cử chỉ phù hợp. Thật khó để tìm lời an ủi thích hợp với người đang gặp chuyện không vui. Trong một số trường hợp, những hành động và cử chỉ đúng lúc sẽ hiệu quả và đáng giá hơn lời nói rất nhiều. Một cái ôm ấm áp, cái vỗ vai nhẹ nhàng hoặc cái nắm chặt tay sẽ khiến đối phương an lòng và họ biết rằng họ có bạn bên cạnh. Thậm chí, bạn cần chỉ ngồi cạnh họ trong khoảnh khắc cảm xúc tuôn trào là đủ. 5. Tôn trọng nỗi đau. Trong cuộc sống, sẽ chẳng có nỗi buồn nào giống với nỗi buồn nào cả. Vì góc nhìn về sự vật, sự việc rất đa dạng nên rất khó để hiểu một ai đó. Việc tôn trọng cảm xúc đối phương, chia sẻ khi họ gặp chuyện không hay cũng là một cách an ủi. Khi bạn thấy một người bật khóc, câu nói phản xạ thường thấy nhất là, bạn đừng khóc. Hãy vui lên đi. Về cơ bản, câu nói này không thực sự tốt. Thay vì thế, bạn nên nói rằng khóc là điều đúng đắn. Một người đang gặp khó khăn, đau buồn có thể sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn khi có ai đó hiểu được tình trạng của họ. 6. Thể hiện sự chân thành. Hãy để cho bạn bè biết rằng bạn cảm thông và sẽ luôn ở cạnh họ khi họ rơi vào tình huống không hay. Những lời hỏi han, quan tâm bằng sự chân thành và bằng cả tấm lòng sẽ giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu họ cần lời khuyên, hãy nhẹ nhàng diễn giải sự việc và đưa ra hướng giải quyết khách quan nhất. Đối phương là người hiểu tình hình của họ nhất nên hãy khiêm tốn khi đưa ra nhận xét. 7. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi
và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. Phương pháp giúp bạn loại bỏ những thói quen xấu. Tất cả chúng ta đều có những thói quen xấu muốn loại bỏ. Bạn có thể nghĩ rằng mình dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, hoặc chơi trò chơi, hoặc thay vì dành thời gian xem YouTube thì có thể đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển mà bản thân luôn muốn thử. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng rất nhiều, nhưng hiệu quả đem lại cho bạn không mấy khả quan. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể dừng lại các thói quen xấu? Hãy cùng tìm hiểu các phương pháp mà Monster F gợi ý qua video này nhé! Một, lập danh sách các thói quen xấu. Hãy lập danh sách các mục tiêu, hay nói đúng hơn là thói quen xấu, mà bạn muốn loại bỏ trong thời gian tới. Đó có thể là dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội, tập thể dục nhiều hơn, từ bỏ hút thuốc, hoặc ngừng cắn móng tay. Lập danh sách các thói quen xấu không phải khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân, mà để giúp chúng ta nhận thức rõ về những điều phải muốn thay đổi. Danh sách này có vẻ quá sức, đặc biệt nếu nó tiếp tục phát triển và tăng lên mỗi năm. Bạn không cô đơn. Tất cả chúng ta đều có những thói quen cũ và mới muốn thay đổi. Thay vì cố gắng thay đổi tất cả, chỉ cần làm được một hoặc là đủ. Hai, xác định nguyên nhân gây ra thói quen xấu. Sau khi đã lập danh sách các thói quen xấu, hãy thử tìm xem điều gì thúc đẩy chúng xảy ra. Có thể bạn ăn vặt nhiều hơn khi căng thẳng, hoặc vừa trải qua ngày tồi tệ. Hoặc bạn dành quá nhiều thời gian để lướt mạng xã hội vì cảm thấy buồn chán. Lo lắng đang khiến bạn cắn móng tay. Hãy tìm hiểu điều gì khiến thói quen xấu diễn ra, có thể giúp chúng ta nảy ra ý tưởng để ngăn chặn hoặc thay đổi hành vi. Ba, loại bỏ nguyên nhân nếu có thể. Một khi bạn biết nguyên nhân, hãy loại bỏ hoặc tìm cách xoa dịu những cảm xúc đó bằng cách tránh xa các tác nhân khiến thói quen xấu xảy ra. Ví dụ, nếu điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy là kiểm tra điện thoại, hãy thử để điện thoại bên ngoài phòng hoặc ở một khu vực khác không gần giường của bạn. Điều này không nhất thiết phải thực hiện mãi mãi, chỉ cần hành động cho đến khi bạn tự tin rằng mình đã bỏ được thói quen này. 4. Thay thế bằng cách thói quen tốt. Nghiên cứu năm 2011 cho thấy, thay thế một thói quen bằng một hành vi khác là một cách tốt để thay đổi hoặc từ bỏ những điều độc hại. Thay vì tìm tới một điếu thuốc khi căng thẳng, bạn hãy thử các kỹ thuật quản lý căng thẳng, chẳng hạn như đi dạo hoặc thiền, để tìm sự xoa dịu. Khi lo lắng lại khiến bạn cắn móng tay, hãy thử một số bài tập hít thở sâu để xoa dịu cảm xúc. Tuy nhiên, bạn không nên thay thế thói quen xấu bằng một hành vi thiếu lành mạnh tương tự. Ví dụ, nếu bạn muốn ngừng lướt mạng xã hội quá nhiều, đừng sử dụng một ứng dụng phát trực tuyến khác để thay thế. Hãy thử những ý tưởng thay thế sau. Ăn trái cây khi bạn nghĩ về đồ ngọt đã qua chế biến. Viết nhật ký khi bạn căng thẳng hoặc lo lắng. Đọc một cuốn sách khi bạn đang buồn chán. Nhai một miếng kẹo cao su khi bạn muốn hút thuốc. 5. Thực hiện các thay đổi đơn giản. Các chuyên gia tin rằng, hành vi xấu rất khó bỏ, vì nó đã trở thành một phần trong lịch trình và khuôn mẫu hàng ngày của chúng ta. Trên thực tế, các hành vi hình thành nên thói quen đã được liên kết trong lịch sử của hạch nền basal ganglia trong não của chúng ta. Thực hiện những thay đổi đơn giản, chẳng hạn như di chuyển điện thoại của bạn khỏi tủ đầu giường trước khi đi ngủ, có thể giúp hành vi mới trở thành một phần trong thói quen của bạn dễ dàng hơn. 6. Tự thưởng cho bản thân. Hãy thúc đẩy bản thân thay đổi thói quen bằng cách sử dụng các phần thưởng. Phần thưởng không cần phải là thừa đắt tiền hoặc cầu kỳ. Đó có thể là một cái gì đó đơn giản như bọc tắm xà phòng hoặc bữa ăn yêu thích. Cân nhắc đặt mục tiêu trong tuần và nếu bạn đạt được mục tiêu đó, hãy tự thưởng cho mình. Biết rằng có một phần thưởng trong tương lai
có thể thúc đẩy bạn gắn bó với kế hoạch bỏ thói quen xấu hơn. Bảy, đừng bỏ cuộc. Thói quen rất khó bỏ. Nó không được hình thành trong một đêm, vì vậy cũng sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều. Cần có thời gian và sự kiên nhẫn để các hành vi tốt phát triển. Đừng bỏ cuộc. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 5 quyển sách giúp nâng cao tư duy của phái mạnh. Đọc sách được xem là phương pháp hữu hiệu để thay đổi tư duy, giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, rèn luyện và nâng cao tri thức, tư duy là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen đọc sách giúp bạn có thể nhìn thế giới đa dạng và sâu sắc hơn. Cùng Monster F, điểm qua 5 quyển sách thú vị, đầy hữu ích giúp nâng cao tư duy của phái mạnh nhé. 1. Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman. Cuốn sách về tư duy rất thú vị. Daniel Kahneman là nhà tâm lý học nổi tiếng, từng đoạt giải Nobel về kinh tế, đã viết nên Tư duy nhanh và chậm. Quyển sách này có vai trò rất lớn trong việc phân tích tư duy của con người, nói lên tính hợp lý và phi lý khi đưa ra các quyết định. Sách sẽ có hai nhân vật giả định bao gồm hệ thống một đại diện cho phần vô thức và hệ thống hai đại diện cho phần ý thức. Trong khi phần ý thức có tư duy logic, xu hướng giải quyết vấn đề chậm, mang tính nỗ lực, thì phần vô thức lại xử lý tương đối nhanh, rập khuôn, cảm tính. Hiểu biết về tư duy cảm tính và lý tính sẽ khiến chúng ta xử lý những lỗ hổng trong tư duy, tránh dự đoán mọi vấn đề một cách vô căn cứ, mà luôn tìm thêm các dữ liệu cụ thể để quá trình phán đoán trở nên khoa học, khách quan và chính xác hơn. Hai đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của tác giả John Gray. Cuốn sách thú vị về tình yêu. Khi một người đàn ông đang yêu, anh bắt đầu biết quan tâm đến người khác, cũng như quan tâm đến chính bản thân mình. Mỗi người khi bước chân vào tình yêu, hôn nhân cần phải chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để xây dựng một mối quan hệ tích cực, hạnh phúc. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim cho chúng ta thấy được những góc nhìn khác biệt, ẩn sâu trong tâm lý của nam giới và nữ giới. Sao hỏa tượng trưng cho đàn ông, sinh vật có đặc tính mạnh mẽ, lý trí và khát khao chứng tỏ bản thân. Việc hiểu biết sâu về các đặc tính của hai giới trong tình yêu sẽ giúp chúng ta phát triển những mối quan hệ tích cực về mặt tình cảm, khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. 3. Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong. Hiểu thêm về luân hồi. Quyển sách Muôn kiếp nhân sinh đã đưa ra những góc nhìn rất mới mẻ về các quan niệm, nhận thức của con người với thế giới quan. Mỗi người chúng ta gặp được trong kiếp này đều là duyên, đều sẽ mang đến những bài học, trải nghiệm khác nhau dù là tốt hay xấu. Vòng luân hồi sẽ không bao giờ kết thúc và luôn tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Sinh, lão, bệnh, tử là một quy luật tất yếu của loài người và là điều ai cũng phải trải qua trong đời. Đối với đàn ông, việc nắm bắt được các quy luật tồn tại trong cuộc sống như luật luân hồi, luận nhân quả sẽ khiến chúng ta dễ dàng chiêm nghiệm, nhìn nhận những khía cạnh, vấn đề trong cuộc sống, từ đó biết cách làm chủ bản thân, giải quyết các vấn đề trong đời sống, mối quan hệ gia đình, xã hội. 4. 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Bơn Peterson. Cuốn sách mở rộng tư duy. Với sở trường nghiên cứu những vấn đề về tâm lý xã hội, tâm lý học dị thường và tâm lý học nhân cách, nhà văn Jordan Bơn Peterson đã rất thành công khi viết nên 12 quy luật cuộc đời. Quyển sách giúp ta nắm được những quy luật cốt lõi trong đời sống xã hội. 12 quy luật được Jordan Bơn Peterson nhắc đến bao gồm
1. Đứng thẳng hiên ngang. 2. Đối xử với bản thân như thể với người mà bạn có trách nhiệm giúp đỡ. 3. Kết bạn với những ai mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. 4. So sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua, chứ không phải người nào khác hôm nay. 5. Đừng để con bạn làm những điều khiến bạn không ưa chúng. 6. Đặt ngôi nhà của bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. 7. Theo đuổi những điều ý nghĩa. 8. Hãy nói sự thật hoặc chí ít cũng đừng nói dối. 9. Tin rằng người bạn đang lắng nghe biết điều gì đó mà bạn không biết. 10. Chính xác trong từng lời nói. 11. Đừng làm phiền con bạn khi chúng đang trượt ván. 12. Âu yếm một chú mèo khi bạn bắt gặp chú trên đường. Tất cả những quy luật được đề cập trong cuốn sách có tác động rất lớn đối với tư duy, cử chỉ, lời nói, tác phong đến hành động của phái mạnh nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Nắm bắt được những quy luật mà tác giả nhắc đến có thể giúp bạn làm chủ cuộc đời, phát huy những năng lực đang tiềm ẩn, trở thành trung tâm của chính mình và cân bằng được các khía cạnh trong đời sống. 5. Đời ngắn đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharma. Hiểu thêm về cuộc sống. Không phải hiển nhiên mà cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharma từng là một trong những quyển sách bán chạy nhất thế giới. Những vấn đề trong cuộc sống mà tác giả hoặc của bạn bè, người thân xung quanh trải nghiệm, được khéo léo dẫn dắt thành từng câu chuyện nhỏ thú vị, hứa hẹn sẽ cuốn lấy bạn ngay lập tức. Những thông điệp trong quyển sách chủ yếu xoay quanh 3 vấn đề: gia đình, sức khỏe và hoàn thiện những giá trị bản thân. Khi nắm được giá trị cốt yếu của cuộc sống, chúng ta sẽ biết bản thân nên tập trung vào đâu và phấn đấu để đạt được những gì. Đây là một cuốn sách rất phù hợp để gối đầu giường cho phái mạnh trong hành trình phát triển chính mình. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 8 cách vượt qua sự trì hoãn để hoàn thành công việc. Trong thời đại công nghệ số, chúng ta rất dễ bị phân tán sự tập trung, đồng thời có thói quen trì hoãn. Điều này ảnh hưởng không tốt đến công việc của bạn. Thói quen trì hoãn đang ngày càng gia tăng hiện nay, khi mỗi lần bắt tay vào công việc, chúng ta lại loay hoay với những thứ linh tinh như kiểm tra email, xem video, lướt mạng xã hội. Điều này làm lãng phí thời gian và khiến những nhiệm vụ quan trọng của bạn không được hoàn thành tốt. Đây là một thói quen xấu kìm hãm sự phát triển của bản thân. Vì vậy, đừng để sự trì hoãn kiểm soát cuộc sống của bạn. Monster F sẽ chia sẻ các bước đơn giản để bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện và loại bỏ tính xấu này. Một, chia công việc thành những phần nhỏ. Một trong những lý do khiến chúng ta hay trì hoãn là cảm thấy công việc đó quá sức với bản thân. Vì vậy, hãy thử chia dự án bạn đang thực hiện thành từng phần nhỏ cho đến khi bạn cảm thấy dễ dàng và bản thân được thôi thúc phải làm việc ngay lập tức. Ví dụ, bạn đang muốn viết một cuốn sách. Ban đầu, dự định này có vẻ khiến bạn choáng ngợp và không biết bắt đầu từ đâu. Dựa theo cách chia nhỏ công việc bạn cần thực hiện như sau. Tìm hiểu, nghiên cứu đề tài bạn muốn viết. Quyết định chủ đề. Lên dàn ý, cấu trúc. Soạn thảo nội dung. Viết chương 1, 2. Chỉnh sửa. Trong từng mục, bạn có thể tiếp tục chia nhỏ và tập trung hoàn thành chúng mà không quá đặt nặng về tổng thể mục tiêu. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy mọi thứ được hoàn thiện hiệu quả hơn rất nhiều. 2. Thay đổi không gian làm việc để tránh trì hoãn. Môi trường làm việc thường sẽ có tác động đến năng suất của bạn. Hãy xem xét khi nhìn vào bàn làm việc, chúng có khiến bạn muốn thực hiện dự án hay chỉ mong ôm gối và ngủ. Nếu gặp vấn đề này, bạn nên xem xét thay đổi không gian.
Một điểm nhỏ cần lưu ý là một môi trường từng khiến bạn đầy hứng khởi lúc trước cũng có thể nhàm chán sau một thời gian. Khi đó, bạn nên xem xét thay không gian ấy. Ngoài ra, để tránh trì hoãn, bạn cũng cần loại bỏ các yếu tố gây phiền nhiễu khỏi môi trường làm việc. Ví dụ, bạn có thể chuyển điện thoại qua chế độ không làm phiền, hoặc đặt nó vào ngăn kéo, tắt thông báo, tin nhắn gây sao nhãng để giúp tăng khả năng tập trung. Ba, tạo một team lên chi tiết với từng mốc thời hạn cụ thể. Nhưng thường rằng, không ai muốn bắt tay vào làm ngay một dự án vì cảm thấy bản thân còn nhiều thời gian. Đây chính là yếu tố khiến nhiều người luôn bị deadline dí. Giải pháp ở đây là ngoài việc bạn chia nhỏ công việc như đã nêu ở trên, thì hãy đặt team lên cụ thể cho từng nhiệm vụ. Khi có các cột mốc thời gian chặt chẽ, bạn sẽ biết mình cần phải hoàn thành chúng để tránh khối lượng công việc bị dồn vào những ngày sau đó. Bốn, loại bỏ những nguyên nhân gây trì hoãn. Nếu bạn thường xuyên chậm trễ công việc, thì khả năng cao là những thói quen hàng ngày khiến việc trì hoãn dễ dàng xuất hiện. Bạn cần xác định một số nguyên nhân gây ra sự chậm trễ như các ứng dụng, trình duyệt không cần thiết cho công việc đang chiếm nhiều thời gian sử dụng, hoặc có nhiều tin nhắn gây sao nhãng. Sau đó, hãy tìm cách loại bỏ chúng trong quá trình tập trung làm việc. Một số người hơi cực đoan khi xóa hoặc vô hiệu hóa các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram. Nhưng nếu chúng giúp bạn giải quyết sự trì hoãn và nâng cao ý thức hành động cho bản thân, thì hãy cứ tiếp tục thực hiện điều đó. 5. Tránh cân nhắc quá nhiều những vấn đề nhỏ. Việc xem xét nên và không nên làm gì, hôm nay có nên tập gym hay không, mặc bộ đồ này hay chọn món đồ kia. Những vấn đề nhỏ, đơn giản này khiến bạn mất tự chủ, mệt mỏi và là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn. Bạn cần lên kế hoạch mọi thứ từ hôm trước, hoặc xây dựng chúng thành các thói quen hàng ngày, để bản thân không cần phải cân nhắc trước khi thực hiện. Việc này tuy đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rất cao, để bạn có thể tập trung năng lượng, thực hiện các nhiệm vụ lớn hay các dự án quan trọng. 6. Lên kế hoạch trước mỗi ngày để tránh trì hoãn. Một trong những cách tốt nhất để tránh trì hoãn là lên kế hoạch trước cho mỗi ngày. Điều này giúp bạn biết được mục tiêu quan trọng cần phải thực hiện và hoàn thành chúng. Ví dụ, mỗi tối trước khi ngủ, bạn viết thời gian biểu của mình cho ngày hôm sau như việc quan trọng cần hoàn thành trong ngày hôm đó. Đó có thể là các dự án, nhiệm vụ trong công việc hoặc các mục tiêu lớn trong cuộc sống. Thói quen hàng ngày không thay đổi của bản thân. Tập thể dục, đi bộ, thiền, đọc sách, đưa ra thời gian cụ thể như đọc sách 30 phút, dành thời gian trò chuyện với những người bạn yêu thương. 7. Làm rõ lại các mục tiêu của bản thân. Nếu bạn đã trì hoãn một vấn đề nào đó trong thời gian dài, điều đó có thể phản ánh sự sai lệch giữa điều bạn muốn và điều bạn đang làm. Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu lại về bản thân. Chính xác thì bạn muốn đạt được điều gì và làm sao để có được nó? Công việc hiện tại có phù hợp với mong muốn phát triển của bạn? Nếu không, bạn có thể làm gì để thay đổi điều đó? Thông thường, chúng ta phát triển theo những mục tiêu và khám phá thêm về bản thân. Vì vậy, khi có những dự định không phù hợp, chúng ta thường không hứng thú và trì hoãn chúng. 8. Ngừng phức tạp hóa mọi thứ. Bạn đang chờ một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu làm điều này, thực hiện điều kia. Bạn cho rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp vì những lý do X, Y, Z. Suy nghĩ đó khiến bạn trì hoãn những việc đáng lý ra cần thực hiện, trong khi việc bạn cần làm là bắt tay ngay vào thực hiện chúng. 9. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé.
để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 8 điều giúp nam giới hiểu thêm về lợi ích của nước mắt. Nhiều người vẫn hay nói rằng đàn ông không nên khóc, hoặc họ cần phải che giấu cảm xúc của mình. Nhưng trên thực tế, nước mắt mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, dù bạn thuộc giới tính nào. Khi cơ thể phải chịu sự đau đớn về thể chất hay tinh thần, hoặc khi bạn trải qua những sự kiện ngoài mong đợi trong cuộc sống, cơ thể sẽ điều tiết ra nước mắt. Điều này mang lại lợi ích cho bạn. Nếu bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau khi khóc, có thể là do cơ thể đã giải phóng endorphin, hormone giảm đau tự nhiên do cơ thể tự sản sinh ra, giúp giảm mức độ căng thẳng. Thay vì cứ cố kìm nén nước mắt, hãy học cách để nước mắt được rơi ra một cách tự nhiên, vì điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích mà bạn không thể ngờ tới. Cùng nhau tìm hiểu những lý do khiến cơ thể tiết ra nước mắt, cùng với lợi ích của việc khóc nhé! Lý do cơ thể điều tiết nước mắt và khiến bạn khóc. Khóc dấu hiệu của sự phiền muộn. Lý do thường khiến chúng ta khóc đó là vì cơ thể cảm nhận được sự đau khổ. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy điều đó ở trẻ em hoặc trẻ sơ sinh. Các bé sẽ dùng cách khóc để hiểu lộ những điều em muốn thay vì biểu đạt bằng lời. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh thường truyền những thông tin như đói, bị đau hoặc tả giấy đã bẩn. Khóc cũng sự sự báo hiệu về sự đau khổ về thể chất hoặc tinh thần ở cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, choáng ngợp, căng thẳng, tức giận là những lý do phổ biến khiến con người khóc. Buồn rầu và đối diện với những mất mát cũng là yếu tố khiến bạn khóc. Đau buồn là một trong những tác nhân có thể gây ra căng thẳng mà bạn phải đối mặt bất cứ khi nào. Nỗi đau khiến bạn choáng ngợp và làm ảnh hưởng đến các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Trong quá trình đau buồn, khóc là phần để biểu lộ cảm xúc. Không phải ai cũng có thể khóc khi trải qua mất mát, bởi có nhiều cách khác để con người bày tỏ nỗi đau đó, chẳng hạn như viết nhật ký hoặc tham gia nhóm hỗ trợ. Khóc khi bạn cảm thấy sa sút về tinh thần. Sa sút tinh thần quá nhiều khiến chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái trầm cảm. Điều này khác với buồn, thường chỉ là dạng cảm xúc. Một triệu chứng của trầm cảm có thể thấy là khóc rất thường xuyên. Nếu bạn khóc quá thường xuyên, việc nói chuyện với bác sĩ tâm lý sẽ giúp ích rất nhiều. Bằng cách nhận được sự giúp đỡ chuyên sâu, bạn có thể tìm hiểu cảm xúc của mình và điều trị chứng trầm cảm. Chấn thương vật lý cũng là một yếu tố phổ biến gây rơi nước mắt. Khi cơ thể bạn chịu bất kỳ cơn đau về mặt thể xác nào, khóc sẽ là phản ứng tự nhiên nhất. Chấn thương về thể chất có thể báo hiệu bạn đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ từ người khác. Khóc trong quá trình trải qua nỗi đau thể xác có thể giải phóng cortisol, một thành phần quan trọng giúp cơ thể kiểm soát tình trạng căng thẳng, sợ hãi, từ đó giúp bạn cảm thấy được chữa lành sau những cơn đau đã trải qua. Lợi ích từ nước mắt. Giải phóng endorphins, hormone giảm đau tự nhiên. Nếu chúng ta cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau khi khóc, đó có thể là do cơ thể đã giải phóng endorphin, thứ được xem là liều thuốc chữa lành hiệu quả, có tác dụng với cả thể chất và tinh thần. Khóc có thể là cách để diễn tả niềm vui. Bạn có bao giờ hạnh phúc đến mức khóc òa chưa? Đối với một số người, trải nghiệm niềm vui cũng có thể khiến họ rơi nước mắt. Chúng ta có thể thấy ở những sự kiện đặc biệt như sinh nhật của con cái hoặc lễ cưới. Khóc không chỉ dành riêng cho những nỗi đau về thể chất hay tinh thần. Bày tỏ niềm vui sướng bằng nước mắt cũng là một lý do, và lý do này rất lành mạnh. Khóc giúp kết nối với mọi người. Theo một nghiên cứu với 7.007 người tham gia, cho thấy rằng chúng ta dễ đồng cảm với khuôn mặt đẫm nước mắt hơn là những người không khóc. Chính vì thế, rơi nước mắt được xem như hình thức gắn kết và tăng kết nối xã hội với một số người, và những người hay khóc được xem là người ấm áp. Nước mắt thật ra giúp ích cho mắt của bạn. Nước mắt bảo vệ đôi mắt của chúng ta, giúp che chắn chúng khỏi bụi bẩn, mảnh xước nhỏ và các chất gây hại.
Ngoài ra, nó còn giúp điều tiết độ ẩm và bảo vệ mắt khỏi vi khuẩn. Vì vậy, khóc là một cách giúp đôi mắt bạn khỏe mạnh. Nước mắt cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Có 3 loại dòng chảy nước mắt khác nhau. Nước mắt cơ bản là dòng nước được sản sinh liên tục bởi ống dẫn nước trong mắt để giữ ẩm và duy trì sự khỏe mạnh cho đôi mắt. Nước mắt của sự phản xạ được tiết ra để làm sạch mắt, ngăn ngừa khỏi những khói bụi và những tác nhân gây hại. Nước mắt cảm xúc loại bỏ các độc tố và căng thẳng ra khỏi cơ thể. Vì thế, rơi nước mắt là một biện pháp xoa dịu, cải thiện tâm trạng, thậm chí còn có tác dụng giảm đau. Mặt khác, việc cố kìm nén cảm xúc có thể gây ra những tác động tiêu cực về thể chất, cảm xúc. Hãy học cách biểu lộ cảm xúc của mình ở một mức độ chừng mực và tự nhiên nhất. Vì cảm xúc, sức khỏe của bạn và còn vì những người xung quanh. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 7 điều bạn cần lưu ý khi lập kế hoạch tài chính tuổi 30. Độ tuổi 30 là khoảng thời gian thú vị của cuộc đời. Khi ở thập kỷ này chúng ta bắt đầu đạt được nhiều cột mốc cá nhân, từ cuộc sống riêng tư đến tài chính. Chính vì thế, bạn cần có những hoạch định chính xác về thu nhập của bản thân để vững bước hơn trong tương lai. Hãy cùng nhau tìm hiểu những lưu ý để bạn sẽ đặt nền tảng tài chính tốt nhất ở tuổi 30 và cả quá trình sống sau này nhé. Một bước đầu tiên. Trước khi lập kế hoạch tài chính, bạn cần biết bản thân đang ở đâu hôm nay và muốn trở thành ai trong tương lai. Đây sẽ là một thập kỷ bản lề đối với bạn, vì vậy, điều quan trọng là phải đánh giá xem mình có gì. Bạn có bao nhiêu tiền, tiền sẽ đi đâu và bạn đang nắm giữ bao nhiêu tiền mỗi tuần, mỗi tháng hoặc mỗi năm. Bức tranh tài chính của bạn trông như thế nào ở hiện tại? Tạo dựng ngân sách. Việc tạo dựng ngân sách nhằm hai mục đích. Đầu tiên, nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về cách bạn dùng tiền. Thứ hai, nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về cách phân bổ thu nhập cho những thứ quan trọng nhất ở hiện tại và tương lai. Hãy cộng tiền lương hàng tháng của bạn từ tất cả các nguồn thu nhập, sau đó chia làm 3 loại. Chi phí cố định bao gồm bất kỳ thứ gì bạn cần thanh toán định kỳ như điện nước, tiền nhà, ăn uống. Khoản này thường chiếm 60%. Chi phí cho tương lai bao gồm tiết kiệm, chi phí gốc mua nhà, bảo hiểm, phòng ngừa chuyện khẩn cấp. Nó thường chiếm 20% tổng thu nhập. Chi phí tùy ý thường phục vụ những nhu cầu như tiêu xài, mua sắm, giải trí, du lịch. Nó chiếm khoảng 20% thu nhập. Ba, bảo vệ tài chính. Trong cuộc sống luôn có những thăng trầm và bạn cần hạn chế các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến thu nhập của mình như người thân bị bệnh, thất nghiệp. Đây là điều bạn cần xem xét. Lập một quỹ khẩn cấp. Đúng như tên gọi của nó, khoản tiền này nhằm để trả hóa đơn y tế khẩn cấp, thất nghiệp bất ngờ, hỏng hóc hoặc mất xe. Hầu hết các chuyên gia tài chính đều khuyên số tiền khẩn cấp nên đủ để bạn trang trải chi phí trong khoảng 6 tháng. Suy nghĩ về bảo hiểm thương tật. Nếu bạn bị ốm, bị thương và không thể làm việc trong một thời gian dài, điều quan trọng là phải có kế hoạch tài chính thời điểm đó. Hãy đầu tư một khoản cho mình hoặc tham gia các loại bảo hiểm thương tật. Suy nghĩ về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ trở thành một lớp bảo vệ quan trọng khác cho kế hoạch của bạn. Hãy suy nghĩ về vấn đề này. 4. Tìm cách nâng cao thu nhập tài chính của bạn. Khi bạn đã đặt nền móng,
để bảo vệ kế hoạch tài chính của mình, đã đến lúc bắt đầu thực hiện các bước để phát triển sự giàu có của bạn. Bạn hãy cân nhắc một vài vấn đề. Thanh toán các khoản nợ. Khi ở độ tuổi 30, không có gì lạ khi bạn mắc nợ thẻ tín dụng hoặc khoản vay sinh viên. Hãy cố gắng giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, bạn nên phân chia các nợ xấu và tốt. Nợ xấu thường mang lãi suất cao hơn, dùng cho những giao dịch không mang lại nhiều giá trị cho bạn. Tìm các khoản đầu tư. Khi ở độ tuổi 30, bạn có thể bắt đầu tiết kiệm để nghỉ hưu và đầu tư để tiền có thể tăng lên theo thời gian. Nó có thể là lãi ngân hàng, chứng khoán. Tuy nhiên, hãy chỉ đầu tư vào lĩnh vực bạn biết rõ để hạn chế rủi ro thấp nhất có thể. Năm, hiểu rõ cách mà kế hoạch tài chính được hình thành. Nhiều người nghĩ rằng lập kế hoạch tài chính là hy sinh ngày hôm nay để tiết kiệm cho tương lai. Tuy nhiên, thật ra những điều trên nhằm giúp bạn sắp xếp những điều bản thân muốn một cách khoa học. Bạn được tự do tiêu tiền hôm nay mà không cảm thấy tội lỗi khi đánh đổi một mục tiêu nào đó trong tương lai. Sáu, bắt đầu tìm kiếm các cuộc trò chuyện với những cố vấn. Chắc chắn, tìm cách tham khảo các chuyên gia tài chính hoặc đơn giản là người đi trước sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Hãy suy nghĩ về các câu hỏi sau. Tôi nên mua bảo hiểm nhân thọ thế nào? Tôi nên đầu tư vào các lĩnh vực nào ở độ tuổi 30? Tôi cần bao nhiêu cho khoản hưu trí ở độ tuổi 30? Khoản nợ nào tôi nên thanh toán càng nhanh càng tốt? Bảy, tránh lối sống xa hoa không cần thiết. Ở tuổi 30, áp lực liên quan đến thành tựu bên ngoài sẽ nặng nề hơn. Bạn sẽ dễ dàng so sánh với người xung quanh. Đây là điều không nên, bởi nó dễ dàng thúc đẩy chúng ta mua những thứ chỉ có tác dụng bên ngoài. Một trong những cách tránh lối sống xa hoa hoặc mua quá tay này là coi các mục tiêu tiết kiệm như một khoản chi phí bắt buộc ngầm mà bạn phải thực hiện hàng tháng. Hành động trên có thể giúp bạn duy trì ngân sách và tránh bị cám dỗ tiêu thừa tiền mặt cho những khoản mua sắm đắt tiền không thực sự cần. 10. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 10 cách giúp bạn tìm lại động lực trong thời gian thất nghiệp. Thất nghiệp luôn là trạng thái khó khăn với bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào. Vì thế, nếu bạn rơi vào khủng hoảng và dần mất đi động lực, đừng quá sợ hãi, bởi đây là cảm xúc thường thấy. Tuy nhiên, thất nghiệp cũng tạo ra khoảng thời gian rảnh để chúng ta hiểu và phát triển bản thân tốt hơn. Hãy cùng Monster F tìm hiểu những cách giúp bạn vượt dậy tinh thần trong giai đoạn khó khăn trên nhé. Phát triển một sở thích. Khi thất nghiệp, bạn có nhiều thời gian rảnh để khám phá những sở thích mới. Bạn cũng có thể thực hiện vô số điều mà trước kia cuộc sống bận rộn khiến bản thân quên đi. Đây cũng là cách giúp bạn thoát khỏi những căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống và tìm thấy sự phấn khích mà bản thân có thể đang thiếu. Tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên giúp bạn giảm căng thẳng, giữ dáng và tăng mức năng lượng. Đó cũng là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và sự nhiệt tình, nhằm đảm bảo bạn luôn lạc quan, bất kể bản thân đang trải qua những gì trong sự nghiệp. Trên thực tế, chúng ta không mất nhiều thời gian để hoạt động thể chất. Một cuộc đi bộ đơn giản vào buổi tối quanh khu vực có thể giúp ích rất nhiều trong việc củng cố sự quyết tâm trong bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham gia yoga, đạp xe. Xây dựng một lịch trình. Duy trì sự tập trung là một thách thức lớn khi chúng ta thất nghiệp và điều bạn cần làm là xây dựng lịch trình cụ thể hàng ngày, giúp bản thân không trở nên lười biếng,
Đây cũng là một thói quen tốt giúp chúng ta năng động hơn, đồng thời thúc đẩy mỗi người hoàn thành nhiều việc hơn trong một ngày. Bằng cách này, bạn sẽ không dành cả ngày trên giường. Giữ những kết nối công việc. Việc xây dựng mạng lưới các mối quan hệ có thể sẽ khó khăn một chút khi bạn đang thất nghiệp, bởi tinh thần chúng ta hoàn toàn không thoải mái để trò chuyện, giao lưu. Tuy nhiên, tìm kiếm các kết nối lành mạnh sẽ giúp bạn mở ra cơ hội tìm kiếm nhiều công việc ưng ý hơn trong tương lai. Ngoài ra, nó cũng cho phép bạn gặp được những người có cùng chí hướng và nhận lời khuyên cũng như vô số mẹo nhỏ để tìm kiếm cơ hội việc làm. Học một kỹ năng mới khi thất nghiệp. Thất nghiệp là thời điểm lý tưởng để phát triển chuyên môn và tích lũy kiến thức. Bạn có thể đăng ký một khóa học trực tuyến ngắn hạn trong lĩnh vực mình quan tâm hoặc tăng cường học kỹ năng mềm nhằm giúp bản thân trở thành một ứng viên hấp dẫn. Ví dụ, nếu muốn theo đuổi sự nghiệp phát triển ứng dụng và web, bạn có thể tham gia một khóa học về viết mã hoặc cách sử dụng phần mềm lập trình trực tuyến. Sau đó, hãy cập nhật CV của mình với các kỹ năng mới để thể hiện trình độ của bạn trong lĩnh vực này. Đối xử tốt với bản thân. Quá trình tìm việc có thể đem lại nhiều căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Vì thế, hãy dành một chút thời gian để nạp lại năng lượng và nghỉ ngơi. Bạn có thể tự thư giãn theo những cách sau: đi tắm, đi dạo, massage, xem phim, hẹn hò một mình, nấu một bữa tối thịnh soạn cho chính mình, lên lịch đi chơi cuối tuần. Thực hiện điều chỉnh tài chính. Vì không còn đi làm nữa, nên bạn cần tính toán và lập lại ngân sách để phù hợp với tình hình tài chính mới. Hãy bắt đầu bằng cách tạo một bảng tính chi tiêu hàng tháng để tìm ra những gì bạn có thể cắt giảm để chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tiếp theo đó, hãy tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn cho một số phí nhất định, chẳng hạn tự nấu ở nhà thay vì ăn tiệm, hạn chế các buổi tiệc hoang phí cùng bạn bè. Giữ kết nối với mọi người. Giữ kết nối với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp là điều mà bạn nên làm, bởi thất nghiệp là khoảng thời gian thử thách và chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái cô đơn, căng thẳng hoặc trầm cảm. Thay vì ở trong nhà, cảm thấy chán nản và lo lắng, hãy ra ngoài, giao lưu với mọi người. Ngoài ra, hãy tăng cường chia sẻ trong thời gian bạn thất nghiệp để tìm những hỗ trợ tinh thần. Ví dụ, nếu nhận được thông báo rằng bạn không nhận được việc làm sau một cuộc phỏng vấn, hãy tìm một người để chia sẻ thông tin và thảo luận về vấn đề đó. Làm việc trực tuyến. Nếu bạn là trụ cột gia đình hoặc phải tự chu cấp cho bản thân, việc thất nghiệp có thể khiến bạn rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Hãy bắt đầu bằng cách tìm các nguồn thu nhập thay thế trong khi bạn chưa có công việc chính thức. Bạn có thể trở thành freelancer một thời gian, tham gia các buổi làm việc online. Đây cũng là cách tốt để giúp bạn có thể mở rộng mối quan hệ và thêm động lực tiếp bước trong giai đoạn khó khăn này. Loại bỏ những thói quen xấu. Trong khi thất nghiệp, hãy dành thời gian và năng lượng để loại bỏ ít nhất một thói quen xấu mà bạn đang mắc phải. Nó có thể là bất cứ điều gì, từ hút thuốc, uống rượu, ăn đồ ăn vặt, tham gia vào những cuộc nói chuyện gây tiêu cực với bản thân hoặc thói quen ngủ trễ. Hành động này giúp bạn trưởng thành hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành, hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. Cách nhận diện và xử lý 7 kiểu tổn thương trong cuộc sống. Đau buồn và tổn thương là một phản ứng tự nhiên khi mất đi thứ gì đó mà bạn coi trọng. Tuy nhiên,
Một số người sẽ nhanh chóng cảm thấy sự mất mát đến ngay lập tức. Số khác lại thấy trống rỗng, thậm chí không đau buồn chút nào. Hãy cùng Monster F tìm hiểu các kiểu tổn thương, đau buồn thường thấy trong cuộc sống nhé. Một, tổn thương, đau buồn đột ngột. Đây là dạng tâm lý thông thường, xảy ra khi bạn bất ngờ mất đi thứ gì đó. Nó thường xuất hiện trong các trường hợp như tan vỡ mối quan hệ, mất người thân hay mất việc làm. Trên thực tế, dạng đau buồn này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Điều bạn cần làm là tạm dừng các hoạt động, tập trung vào cảm giác mà bạn đang trải qua. Nếu như đang lái xe, bạn hãy dừng lại vài phút để xử lý thông tin. Tiếp theo đó, bạn có thể gọi cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy để được hỗ trợ ngay lập tức. Hai, đau buồn kéo dài. Dạng đau buồn này có thể cản trở cuộc sống hàng ngày, và nếu nó đạt đến mức khiến bạn khó lòng hoàn thành các công việc thường ngày, thì bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia y tế. Họ sẽ giúp bạn tìm ra những cách mới để xử lý đau buồn mà không gây ra sự lo lắng, tức giận hoặc tội lỗi mãnh liệt. Ba, phủ nhận sự tổn thương, đau buồn. Việc bạn không cảm thấy tổn thương mất mát khi trải qua một sự kiện tàn khốc cũng là dạng đau buồn. Nó thường xảy ra khi bạn bị sốc, không thể chấp nhận được hoặc phủ nhận sự thật. Nếu gia đình và bạn bè thúc giục bạn nói chuyện với ai đó hoặc gợi ý rằng họ lo ngại về quá trình đau buồn của bạn, hãy nên nghe theo lời khuyên của họ và tìm kiếm sự hướng dẫn chuyên nghiệp. 4. Tổn thương bị trì hoãn. Lúc đầu, dạng đau buồn này sẽ xuất hiện như sự phủ nhận tổn thương. Tuy nhiên, nỗi mất mát của bạn sẽ từ từ xuất hiện khi bạn dần chấp nhận sự thật đang hiện hữu. Đây được xem là một chu kỳ đau buồn tự nhiên với một số người. Ngay cả khi biết người đó, hoặc mối quan hệ, thú cưng, địa điểm hoặc đồ vật đã không còn nữa, họ cũng khó có thể chấp nhận được tại thời điểm xảy ra sự việc. Thông thường, dạng đau buồn này sẽ từ từ bộc lộ và dần kết thúc mà không cần sự can thiệp nào. 5. Đau buồn tập thể. Đôi khi mất mát có thể ảnh hưởng đến một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hóa hoặc toàn thế giới. Hình thức đau buồn cấp cộng đồng này được gọi là đau buồn tập thể. Đó là một trải nghiệm phổ biến sau những thảm kịch như chiến tranh, xả súng hàng loạt, tội ác do thù ghét và vi phạm nhân quyền. Để vượt qua nỗi đau buồn và tổn thương này, bạn có thể tham gia buổi cầu nguyện, lễ tưởng niệm hoặc chia sẻ trong những nhóm người đang chịu đựng nỗi buồn tương tự. 6. Đau buồn về sự thay đổi khí hậu. Khi nhận thức về các mối quan tâm về môi trường tăng lên, bạn có thể cảm thấy mất mát khi hệ sinh thái suy giảm và tài nguyên thiên nhiên bị mất đi. Nó cũng gắn liền với sự hoài niệm về một môi trường xưa cũ. Thay đổi nhằm để môi trường tốt hơn cần nhiều thời gian và qua nhiều thế hệ, tuy nhiên bạn có thể thực hiện phần việc của mình và giảm bớt cảm giác đau buồn bằng cách tham gia vào các nỗ lực tái chế, phục hồi và giúp nâng cao nhận thức về môi trường. 7. Tổn thương, đau buồn được báo trước. Tổn thương này xảy ra khi bạn biết sự mất mát chắc chắn sẽ đến và bạn cảm thấy đau buồn trước khi đánh mất điều quan trọng với mình. Loại đau buồn này được gọi là đau buồn dự đoán, có thể xảy ra trong các tình huống như mắc bệnh lâu dài, các mối quan hệ mà ly hôn đã xuất hiện trong nhiều năm và các tình huống khác mà bạn có thể nhìn thấy kết quả trước khi nó xảy ra. Hãy chia sẻ nhiều hơn khi bạn gặp phải loại đau buồn này. Ngoài ra, sự can thiệp sớm của chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể giúp bạn tìm cách kiểm soát nỗi đau trong các tình huống trước mắt, đồng thời giúp bạn chuẩn bị cho sự mất mát khi nó xảy ra. 8. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi.
Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 9 kỹ năng mà nhà tuyển dụng muốn thấy trong CV của bạn trong 2023. Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều biến chuyển trong thị trường việc làm, khi yêu cầu tuyển dụng thay đổi, kèm theo đó là sự gia tăng của những công việc linh động. Chắc chắn, bạn đang tự hỏi mình cần phát triển kỹ năng nào để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, đồng thời tránh bị đào thải nhanh chóng giữa bão sa thải. Hãy cùng nhau tìm hiểu về 9 kỹ năng bạn nên trau dồi và thêm vào CV của mình trong năm 2023. Một, khả năng thích nghi. Thích nghi là một trong những kỹ năng mềm thiết yếu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm trong năm 2023. Họ sẽ đánh giá cao các ứng viên có khả năng nắm bắt sự thay đổi trong môi trường làm việc hoặc việc áp dụng các phần mềm, kỹ thuật mới. Để làm nổi bật phần khả năng này trong bản tóm tắt cá nhân hoặc kinh nghiệm làm việc, bạn nên đưa ra vài ví dụ rõ ràng về việc bản thân đã từng thích ứng tốt với sự thay đổi trong môi trường làm việc trước đó như thế nào. Hai, tính sáng tạo trong công việc. Khả năng sáng tạo là yếu tố được đánh giá khá cao trong thời điểm hiện tại. Một nhân viên có tính sáng tạo đồng nghĩa với việc họ có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh dù đang làm việc từ xa, tìm cách giải pháp mới phù hợp với thị trường hay công nghệ. Một ví dụ có thể làm nổi bật khả năng sáng tạo của bạn trong kinh nghiệm làm việc, chia sẻ các ý tưởng của bạn trước đó đã tạo ra hiệu ứng tốt thế nào. Ba, kỹ năng hợp tác trong công việc. Mặc dù trong 2023, môi trường làm việc đã trở nên thân thiện và linh hoạt hơn, nhưng không có nghĩa là sự hợp tác sẽ bị loại bỏ. Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng phối hợp làm việc mạnh mẽ, bởi nó sẽ đem lại kết quả tốt, ngay cả khi nhân viên đang làm tại văn phòng hay từ xa. 4. Kỹ năng tự tạo động lực cho bản thân. Trong thời đại làm việc tại nhà, tự tạo động lực cho bản thân là kỹ năng để duy trì hiệu suất công việc. Bạn nên chắc chắn mình sẵn sàng chủ động khi làm việc độc lập, hoàn thành deadline đúng tiến độ mà không cần phải nhắc nhở. Ngoài ra, một nhân viên có khả năng tự thúc đẩy bản thân thường sẽ niềm nở khi tiếp nhận những thử thách mới, luôn học hỏi cái mới và không ngừng phát triển trong sự nghiệp. Họ cũng có sự gắn kết và mang lại giá trị rất lớn đối với công ty. Để làm ấn tượng hơn về sự thúc đẩy bản thân trong CV, bạn có thể nêu rõ các khóa học trực tuyến đã tham gia. Điều này giúp nhà tuyển dụng thấy được bạn là người cực kỳ tiềm năng và tích cực. 5. Kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp vốn là khả năng có giá trị rất cao trong môi trường làm việc từ trước đến nay, nhưng năm 2023, kỹ năng này ngày càng đa dạng hóa, buộc bạn phải nắm bắt liên tục. Bạn không chỉ cần khả năng giao tiếp qua lời nói hay email, mà còn phải phản ứng hiệu quả qua các nền tảng truyền thông xã hội khác như Google Meet. Do đó, kỹ năng giao tiếp tốt là điều bắt buộc phải có trong môi trường làm việc hiện nay. 6. Kỹ năng quản lý thời gian. Trong thời đại của làm việc từ xa và linh động, kỹ năng quản lý thời gian càng được yêu cầu cao hơn. Bạn phải có khả năng hoàn thành tất cả công việc hàng ngày, đúng hạn khi hoạt động độc lập. Các ứng viên tốt kỹ năng này sẽ dễ dàng thành công hơn, vì họ biết cách xây dựng thời gian biểu hiệu quả, duy trì năng suất công việc và hoàn thành tốt công việc được giao. 7. Trình độ kỹ thuật số. Hiện nay, công việc ngày càng dựa trên công nghệ. Hiểu biết về kỹ thuật số là một trong những điều mà nhà tuyển dụng mưu cầu tìm thấy ở ứng viên. Họ muốn bạn phải biết cách tìm kiếm, phân tích và truyền đạt thông tin bằng nhiều nền tảng khác nhau. 8. Khả năng phân tích dữ liệu. Nhiều công ty hiện tại muốn tăng lợi nhuận bằng việc hướng đến các công cụ và giải pháp kỹ thuật số. Vì thế, phân tích dữ liệu là kỹ năng hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Microsoft Excel hay Google Analytics là những công cụ phổ biến trong việc phân tích dữ liệu,
và đó cũng là một kỹ năng bắt buộc đối với nhiều vị trí, ví dụ như trong ngành marketing. Chính, sử dụng thành thạo công cụ cho từng ngành. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao những ứng viên có khả năng tận dụng các công cụ dành riêng cho ngành, nhằm thuyết phục bạn là một ứng viên tiềm năng và phù hợp với vị trí đang ứng tuyển. Hãy họ thấy rằng bạn có những kỹ năng và công cụ tốt nhất mà họ không thể từ chối được. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy cùng Monster F bổ sung thêm một chút kiến thức nhé. Để không lãng phí thời gian quý giá của các bạn thì chúng ta bắt đầu thôi. 5 cách để bạn chấp nhận bản thân và yêu cơ thể chính mình. Dưới sự kỳ vọng về các hình mẫu mà xã hội đặt ra, những khuyết điểm về mặt thẩm mỹ của chúng ta ngày càng khó được chấp nhận. Làm sao để học cách yêu chính mình? Cùng tìm câu trả lời nhé. Việc yêu cơ thể và bản thân trong thời đại ngày nay trở nên khó khăn hơn. Tình trạng như da sần, vết rạn, nếp nhăn, hói đầu, béo, gầy là hoàn toàn bình thường, nhưng chúng có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của nhiều người. Do ngành công nghiệp làm đẹp trị giá hàng triệu đô đã ra sức tạo dựng, những hình mẫu không tì vết khiến bạn nghĩ khuyết điểm đấy là những thứ không thể chấp nhận và phải tìm cách thay đổi chúng. Vì thế, đã đến lúc bạn cần tiếp nạp năng lượng tích cực để yêu bản thân nhiều hơn. Phong trào Body Positivity là gì? Body Positivity, tích cực với hình thể, là một phong trào xã hội khuyến khích chấp nhận mọi màu da, giới tính và những khiếm khuyết. Tất cả chúng đều xứng đáng nhận những ý kiến tích cực về cơ thể, kể cả người da màu và những người có thân hình ngoại cỡ. Phong trào bắt đầu phổ biến từ những năm 1960, nhưng thuật ngữ Body Positivity đã được ra đời vào những năm 1990. Trên thực tế, 1/3 dân số là người béo, nhưng sự phân biệt đối xử dựa trên cân nặng vẫn là một vấn đề. Theo Hiệp hội Quốc gia đấu tranh chấp nhận người béo, NAAFA, một quan niệm sai lầm rằng Body Positivity thúc đẩy những thói quen không lành mạnh, nhưng điều này không đúng. Tích cực với hình thể khuyến khích bạn yêu cơ thể của mình ở mọi trạng thái, và một phần của việc thể hiện sự quan tâm đến bản thân là áp dụng các phương pháp tập luyện, sinh hoạt lành mạnh, tránh các thói quen ăn uống hà khắc, tập luyện quá sức và buộc bản thân phải thay đổi vì không chấp nhận cơ thể mình. Làm thế nào để yêu cơ thể và bản thân nhiều hơn? Quản lý tiếng nói bên trong bạn, biến chúng thành động lực để cải thiện mối quan hệ với chính mình là điều cần làm. Bạn có thể tham khảo một số lời khuyên hữu ích sau đây. 1. Ngừng so sánh bản thân với người khác. Thường xuyên tiếp xúc với những người có vẻ ngoài hoàn hảo trên truyền hình, mạng xã hội khiến bạn dễ rơi vào cái bẫy so sánh. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao tôi trông không giống như vậy? Điều đó không giúp bạn cải thiện và phát triển. Theo một nghiên cứu năm 2021, mạng xã hội được chứng minh là làm giảm sự tự tin về ngoại hình ở các cô gái trẻ, và điều này cũng đúng đối với nam giới. Khi bạn ngừng so sánh bản thân với người khác, hiểu rằng mọi cơ thể đều khác nhau, bạn sẽ dần chấp nhận và đánh giá cao cơ thể của chính mình. 2. Thực hiện các hoạt động khiến bạn yêu bản thân hơn. Nếu tham gia các hoạt động nhằm mục đích thay đổi ngoại hình mà không khiến bạn vui vẻ, nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần của bạn. Hãy cố gắng thay thế chúng bằng thứ bạn thích. Ví dụ thay vì tập gym, bạn chọn yoga, đạp xe nếu yêu thích hoạt động này. Bạn cũng có thể áp dụng điều này đối với trang phục. Hãy chọn quần áo khiến bạn tự tin và hài lòng nhất. 3. Tìm cảm hứng từ những hình mẫu có ngoại hình như bạn.
Một nghiên cứu năm 2021 đã được thực hiện trên 29 thanh thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi ở Dublin, Ireland, nhằm xác định mối liên hệ giữa việc gia tăng sử dụng mạng xã hội và ảnh hưởng của nó đối với hình ảnh cơ thể. Từ đó, kết quả xác định việc so sánh ngoại hình với đồng nghiệp, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và người nổi tiếng là nguyên nhân chính dẫn đến sự không hài lòng về cơ thể. Nhưng theo một nghiên cứu lớn năm 2019, đối với phụ nữ từ 18 đến 30 tuổi, nội dung tích cực về cơ thể có thể cải thiện tâm trạng và khiến họ có động lực. Vì vậy, việc sử dụng mạng xã hội có thể hữu ích hơn khi bạn chọn lọc những nội dung lành mạnh. Hãy cân nhắc hủy theo dõi, hủy đăng ký các trang khiến bạn cảm thấy tiêu cực về bản thân và thay thế chúng bằng những người tạo nội dung truyền động lực. Sẽ càng hữu ích hơn nếu những người sáng tạo đó có ngoại hình tương đồng bạn. Điều này bình thường hóa các cơ thể trông giống bạn. 4. Đánh giá cao những điều kỳ diệu mà cơ thể bạn có thể làm được. Cơ thể con người có khả năng làm những điều tuyệt vời bao gồm: chữa lành xương gãy, sản xuất hàng tỷ tế bào mới mỗi ngày để thay thế tế bào cũ, phân biệt hàng ngàn mùi hương và màu sắc khác nhau, bơm hàng triệu thùng máu trong suốt cuộc đời của bạn. Cơ thể mang bạn đến cuộc sống. Nó thậm chí còn bù đắp cho những khiếm khuyết, làm cho một số giác quan mạnh hơn khi những giác quan khác yếu đi. Việc nghĩ về điều phi thường mà cơ thể có thể làm và làm hàng ngày, thì vẻ ngoài hoàn hảo sẽ không còn quá quan trọng với bạn. 5. Biến lời độc thoại tiêu cực thành tích cực. Những lời độc thoại theo hướng chỉ trích, phê bình tiêu cực gây hại cho sức khỏe tinh thần của bạn, làm hạn chế khả năng chấp nhận cơ thể, cản trở việc xây dựng các thói quen lành mạnh. Sẽ không thực tế khi thay đổi từ "tôi ghét những vết sẹo của mình" thành "tôi yêu những vết sẹo", nhưng bạn có thể dần tiến tới sự chấp nhận. Sẽ hữu ích hơn nếu bạn nhìn nhận các vấn đề của cơ thể một cách trung lập như: những vết sẹo của tôi là một phần của tôi và chúng đại diện cho quá trình trưởng thành. Mọi người đều có những điểm không hoàn hảo, nhưng điều đó không phải yếu tố quyết định để đánh giá cơ thể của mình và phủ nhận những điều tuyệt vời mà nó làm cho bạn. Dĩ nhiên, việc chấp nhận cơ thể không xảy ra một sớm một chiều, nhưng bạn có thể học cách trân trọng nó hơn từng ngày. Hãy áp dụng những thói quen nhỏ như thay đổi cách sử dụng mạng xã hội, thực hiện các hoạt động lành mạnh và mang lại niềm vui cho bản thân. 6. Hy vọng, video này sẽ bổ sung thêm cho bạn một chút kiến thức và không làm lãng phí thời gian quý giá của các bạn. Nhận được một lượt xem, một lượt like, một lượt chia sẻ là niềm vui lớn, là điều khích lệ, động viên lớn dành cho chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và ấn chuông để có thể xem ngay khi có video mới nhé.